lễ tang Lee Sung Ki-un ngập nước mắt, nhiều nghệ sĩ đứng không vững. Đông đảo nghệ sĩ đến viếng Lee Sung Ki-un. Nam diễn viên Jo Jung-suk không thể ngừng rơi nước mắt khi bước ra khỏi sảnh tang lễ. Lễ nhập quan cho diễn viên Lee Sung Ki-un được tổ chức vào lúc 11 giờ ngày 28 tháng 12, một ngày trước lễ an táng, trong sự tiếc thương của gia đình và đồng nghiệp. Theo trang web của nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul và bản hiển thị điện tử trong phòng mục nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, nơi tổ chức tang lễ của Lee Sung Ki-un, lễ an táng của tài tử đã bị hoãn lại từ 0 giờ ngày 29 đến 12 giờ trưa cùng ngày. Địa điểm chôn cất ban đầu là Seninong, Buan, Jeollalaejo, nhưng đã được xác nhận lại tại Jeonwan, Suwon, theo Idai. Sáng ngày 28 tháng 12 đã diễn ra lễ nhập quan với sự có mặt của đông đảo đồng nghiệp. Lễ tang tổ chức riêng tư theo nguyện vọng của gia đình. Sáng sớm 28/12, đông đảo đồng nghiệp trong giới điện ảnh đã lặng lẽ đến viếng nhà tang lễ và bày tỏ lòng thành kính đối với người đã khuất. Đạo diễn Bong Joon-ho đến từ 8 giờ sáng, nữ diễn viên Moon Ga Jung mặc đồ đen và đeo khẩu trang, xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe. Khoảng 10 giờ 40 phút, khi lễ nhập quan sắp diễn ra, phát thanh viên Shin Jong-i bước vào với vẻ mặt đau buồn. Lễ nhập quan bắt đầu lúc 11 giờ, kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ. Nam diễn viên Ji Seung Hyun rơi nước mắt rời khỏi đám tang sau khi tiễn biệt người đã khuất. Tang lễ của Lee Sung Ki-un được tổ chức tại phòng 1 của nhà tang lễ tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul ở Yeongnong, Seoul chiều ngày 27 tháng 12. Đám tang của Lee Sung Ki-un hôm 27 có sự tham dự của các đồng nghiệp trong ngành điện ảnh, bao gồm nam diễn viên Yoo Ji-a-em-mi-un, Kim Sung-cheol, Song Jang-gil và đạo diễn Lee Won-seok. Từ tối đến tận đêm khuya, nhiều ngôi sao, bao gồm Cho Jin-un, Song Ki-un-gu, Jo Jung-suk, Jung U-sung, Ha Jung-u, Lee Jung-ji-a-e, Ryu Jung-ji-un, Im Si-wan, Choi De-ok-moon, Ba E-seong-u và nam diễn viên Đài Loan, Trung Quốc, Hứa Quang Hàn đã đến chia buồn cùng tang quyến. Có thông tin chia sẻ diễn viên Jo Jung-suk đã liên tục khóc trong đám tang. Theo Inside, Cho Jin-un, người hợp tác với Lee Sung Ki-un trong bộ phim A Hát Dây đã xúc động đứng không vững, đến nỗi cần sự hỗ trợ người khác để dìu vào phòng tang lễ. Ten Asia đưa tin một số nghệ sĩ không kìm được đau buồn và khóc nức nở khi chấp nhận chia tay ngôi sao tài năng của điện ảnh Hàn Quốc. Những đồng nghiệp không thể tiễn đưa ngôi sao ký sinh trùng trong chuyến hành trình cuối cùng vì lịch trình và các lý do khác đã gửi vòng hoa để bày tỏ sự tiếc thương. Vòng hoa được gửi bởi các diễn viên Hoàng Dung Minh, Dê Ông Do Di Ông, Ha Ji Quân, Du Dung Sang, Bi Un Yo Han, Park Sung Un và đại diện công ty giải trí đã xếp hàng trước lối vào phòng 1. Lee Sung Ki-un được tìm thấy đã chết trong chiếc ô tô đậu gần công viên ở Yeongnong, Seoul vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 12. Trong khoảng 2 tháng kể từ tháng 10, nam diễn viên đã bị cảnh sát điều tra với cáo buộc liên quan đến cần sa và thuốc hướng thần theo đạo luật kiểm soát ma túy. Trước sự ra đi đột ngột của tài tử, Liên đoàn Hiệp hội Công nghiệp Điện ảnh Hàn Quốc đã đưa ra tuyên bố, thật buồn và đau lòng khi nam diễn viên Lee Sung Ki-un, người đã mang lại cho chúng tôi niềm vui, nỗi buồn và sự phấn chấn, đã ra đi. Chúng tôi đã mất đi một diễn viên tuyệt vời, người đáng tin cậy bảo vệ nền điện ảnh nước nhà. Tôi sẽ nhớ đến Lee Sung Ki-un, diễn viên đẳng cấp của thế giới. Tối ngày 27 tháng 12, TV Chosun độc quyền đưa tin trên News 9, tiết lộ nội dung của bức thư tuyệt mệnh Lee Sung Ki-un để lại cho vợ Jeon Hee-jin và công ty quản lý. Trước đó, cảnh sát thông báo sẽ không tiết lộ nội dung thư tuyệt mệnh theo yêu cầu của gia đình. Cư dân mạng Hàn Quốc đang chỉ trích việc TV Chosun đưa tin độc quyền về nội dung di chúc, tại sao tang quyến không cho phép lại công khai nội dung bức thư, và đây không phải là bị ép buộc tiết lộ sao? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.